Công tác chăm lo phụ nữ nghèo gặp khó khăn luôn được các cấp các ngành ở Bình Dương quan tâm. Phong trào xây dựng mái ấm tình thương đã được các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bình Dương đẩy mạnh. Tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ từ các cấp các ngành, các nhà hảo tâm hội đã xây dựng nhiều mái ấm tình thương cho những hội viên phụ nữ khó khăn, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong lao động sản xuất, quyết tâm thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Riêng tỉnh Hội trong năm qua đã xây dựng khoảng 10 căn. Đây là hoạt động đem lại giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần lan tỏa ý nghĩa nhân văn cao cả giúp các hội viên phụ nữ yếu thế phụ nữ đơn thân phụ nữ nghèo có cơ hội sinh sống trong ngôi nhà kiên cố khang trang an cư lạc nghiệp xây dựng cuộc sống gia đình ngày càng ấm no hạnh phúc